Ok, hello mọi người nha. Bữa nay thì giới thiệu cho mọi người về cái chậu xi măng nhẹ lưới sợi thủy tinh. Thì nó như thế này. Đó. Cái bề mặt nó như thế này nè. Đây gọi là màu hiệu ứng bê tông. Trên thị trường thì nó có sơn giả bê tông, nhưng mà đó là sơn giả bê tông thôi. Còn cái này là bê tông thật sự luôn nha. Cái màu của nó là bê tông thật sự luôn, không có giả gì hết, không có giả dối gì hết á. Đây là thật luôn. Đó, nó lên hiệu ứng thì nó như thế này nè. Đó, bề mặt nó láng bóng. Đây. Nó bề mặt nó là màu xi măng thật sự, thì nó có thêm chút hiệu ứng nữa, gọi là màu hiệu ứng xi măng hoặc là hiệu ứng bê tông gì đó, tùy cách gọi. Đó, bề mặt nó có hiệu ứng nè, còn này không phải. Đi qua đó, à. Rồi ok, thì cái bề mặt nó như vậy thì nó được phủ một lớp chống thấm như thế này đó, nó không có thấm nước, tạt nước vào nó không thấm nước. Mình nó có dính dơ thì mình tạt nước, mình là mình lau rửa đi thôi, nó không có thấm nước, nó là bóng. Thì cái độ mỏng của nó, cái miệng nó cỡ 10 ly à, cái miệng nó cỡ 10 ly, còn cái phần thân thì nó mỏng hơn. Đây, cái miệng này nó dày 10 ly, còn cái phần thân phía dưới đây á thì nó cỡ khoảng 4-5-6 ly, thực tế nó không có đều. Rồi và cái phần đáy thì nó như thế này đó, đây là phần đáy. Mình lọt úp cái chậu lại, đáy nó có hai lỗ thoát nước, và cái phần chân của nó thì hở lên một khúc để giúp cho cái chậu của mình có độ thoát nước tốt hơn. Và khi mình giao chậu cho khách thì có kèm theo cái này, đây là lưới thủy tinh để che, nếu thích thì che cái lỗ lại để cho nó giảm bớt đất cát nó thoát ra ngoài nó vô. Đó, cứ đặt lên hai cái lỗ như thế này, nếu cảm thấy chưa vừa lòng thì gấp đôi gấp tư lại, đặt lên cho nó kín, như vậy là được rồi. Còn về trồng cây trong nhà thì có cái khay, mỗi chậu nó có một cái khay lót nó như thế này. Đó, đây là cái khay lót của nó, để cho mình khi mình tưới nước á, nước nó sẽ, phần nước và đất vô nó sẽ động được trong cái khay này, mình lót vào như thế này nè. Đây, nhìn nó như thế này. Bề mặt cũng được xử lý màu xi măng luôn, thì nó tông xịt tông luôn. Đó, nhìn nó hài hòa. Còn đây là cái phiên bản khác. Đây, cái bề mặt nó cũng vẫn là xi măng luôn, nhưng mà nó không phải là xi măng hiệu ứng, mà nó có, nó bọt bọt như thế này, nó rổ 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 đó. Đó, mọi người xem, nếu chất lượng cao thì để chế độ video 4K lên sẽ nhìn thấy rất rõ nha. Đây, thì mình tạm gọi đây là bề mặt bọt biển đi cho nó hay. Đó, để mình quay hết cái chậu lên. Nó cũng vẫn là chậu xi măng nhẹ thôi, nhưng mà cái bề mặt nó khác một chút, mình gọi là bề mặt bọt biển. Thì nó như vậy. Cái này khó làm hơn là so với hiệu ứng bê tông. Bề mặt này khó làm hơn, cho nên cái chậu này nó sẽ đắt tiền hơn á. Cái bề mặt này nó sẽ đắt tiền hơn. Anh chị em nào có nhu cầu sử dụng loại chậu này thì cứ liên hệ đến cái số điện thoại mà mình đã để trên ảnh bìa của trang YouTube á, có số điện thoại. Liên hệ qua Facebook, Zalo gì cũng được. Đó. Đây, chậu nó như thế này. Màu hiệu ứng bê tông, đây là cái màu mà được ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại.
những ngôi nhà mà được xây với phong cách hiện đại bây giờ thì mình thấy mấy anh chị em rất là ưa chuộng cái màu xi măng này. Nó đơn giản và nó tôn lên cái vẻ đẹp của cái cây nữa, nó không phải lòe loẹt quá. Dùng những loại chậu này để deco sân vườn hay là quán cà phê hay là quán ăn gì đó. Đây, nhìn nó rất là đẹp. Đây, hiệu ứng xi măng nè, nhìn nó là đẹp đó, nó có hiệu ứng, nhìn rất là sang trọng hiện đại. Deco quán cà phê, quán ăn đồ thì thôi chứ hết nước chấm luôn á. Rồi, ok, giới thiệu ngắn ngắn như vậy thôi. Chào mọi người biết cái dòng chậu này nó như thế nào nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video tới lúc này. Rồi, bye bye mọi người.